Hello mọi người, cũng đã khá lâu rồi mình cũng chưa chia sẻ gì trên kênh hết. Thì hôm nay tiện thể có một vài cái ván cờ khá thú vị nên là chúng ta sẽ cùng nhau xem. Thì ở trong clip này thì sẽ có hai cái ván cờ. Một là cái thế cờ chúng ta đang có ở trên bàn cờ đây thì là của Averback và Kotov. Là những kiện tướng thời xưa rất là mạnh. Chúng ta sẽ thấy được là cái thế cờ này chúng ta nói về cái chủ đề đó là với những cái thế cờ mà chúng ta tính toán có kỹ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vẫn không thể nào mà tính gọi là 100% hết được tất cả mọi thứ. Và trong cái lúc mơ hồ như vậy thì chúng ta sẽ ra quyết định như thế nào? Ở đây bên đen phát hiện ra một cái ý tưởng đó là hậu ăn vào H3 luôn. Và sau khi vua ăn lại, chúng ta thấy rằng là xe chiếu H6 ấy, thì vua trắng bắt buộc phải tiến lên. Và trong cái thế cờ đó, nếu mà mọi người chịu khó thì có thể dừng lại và tính thử xem là có nhìn ra được nước thắng bắt buộc hay không. Và sau đó thì mọi người sẽ thấy rằng là thực sự rất khó để có thể tìm ra được một cái con đường chiến thắng nó rõ ràng giống như là giải bài tập ấy. Thì không phải, ở đây nó không phải giống như một cái dạng bài tập thí cờ ba bốn nước sau hoặc là sáu bảy nước sau thì đã thắng. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào điều gì để chúng ta ra quyết định? Chúng ta sẽ cố gắng tính tiếp, tính càng nhiều càng tốt để củng cố cho cái quyết định của mình, hay là chúng ta chỉ tin vào cái trực giác của chúng ta thôi? Vậy thì cái này cũng rất là khó, thực sự rất là khó, và mình chỉ đưa ra để mọi người tham khảo thôi. Thứ nhất là với những cái dạng thế cờ như thế này, khi mà vua đã bị lôi vào cái vòng xoáy nguy hiểm ấy, thì mình nghĩ rằng là mọi người có thể tin vào trực giác của bản thân. Lúc đó bản thân chúng ta sẽ nghĩ rằng là vua đã bị đưa vào một cái nơi thực sự nguy hiểm, thì có thể chúng ta tính chưa ra được cái nước chiếu bí ngay, nước thắng ngay, nhưng mà có thể tiến tới, chúng ta đi tới vài nước nữa. Ví dụ như là ở đây Kotov đã tuy rằng không tính được hết mọi thứ ở đây, nhưng mà vẫn tin rằng là với việc khí hậu để kéo con vua tiến sát lại trong lãnh thổ của mình. Đó, với nước mã chiếu này nữa. Đó, vua càng sát vào trong lãnh thổ của mình thì điều đó là điều nguy hiểm. Và đến đây ông có thể tính tiếp cũng được, chứ không nhất thiết phải tính từ ngay cái đoạn mà khí hậu. Thật ra chỗ này thì vẫn vẫn phải tính sơ qua. Không, đúng là vẫn phải, nếu có thời gian thì vẫn phải tính toán, cố gắng tính toán thêm một chút. Trừ khi nào chúng ta tính không nổi nữa thì lúc đấy chúng ta mới để cho cái trực giác chúng ta quyết định. Chứ mọi người không nên để cho trực giác quyết định trước, còn tính toán thì để sau không được. Trừ khi nào mà tính toán không nổi nữa rồi ha. Thì chúng ta phải có cái lòng tin vào trong cái việc là con vua nó nằm ở một cái vị trí khá xấu xí, vì nó đang nằm ở trong lãnh thổ của bên đen mà, một mình nó. Và vây quanh nó sẽ là bốn quân tượng mã và hai xe. Mình tin rằng là chúng ta nên tin rằng là bên đen sẽ có hướng đánh thắng. Tuy vậy ở đây thì vẫn phải tính toán cho nó cẩn thận một xíu khi mà thấy cờ này xuất hiện rồi nha. Đó. Chứ còn trực giác thì có lẽ nó sẽ chỉ giúp ích cho chúng ta khi chúng ta thí hậu mà thôi. Đó. Bạn này còn khi mà đã đến đây rồi, nếu chúng ta cứ đi bừa tiếp thì coi chừng lại là một vấn đề khác. Ví dụ như nếu chúng ta đi xe F8 có thể là một lỗi sai, bởi vì lúc này vua sẽ tiến sâu vào, bản thân con vua lại là quân tấn công nữa cơ đó. Nếu mã mà di chuyển thì có thể là vua sẽ sâu vào đó, có thể mã chắc sẽ đi xuống đây bảo vệ tượng chẳng hạn, thì vua sẽ chui vào D7, có thể chạy sang bên này cũng được. Trong ván thì cô tốt đi
mã về D7 đó. Nhưng mà ở đây có rất nhiều, thực ra ván cờ này là một ván cờ rất là nổi tiếng. Mình tin là bạn nào mà gọi là hay đọc sách thì cũng có thể là đã thấy được ở trong những cái quyển sách người ta cũng hay nói về cái thế cờ này. Còn không thì chung là thế cờ này được rất nhiều cái tài kiện tướng khác phân tích trước đó rồi, nên là họ phát hiện ra rằng là mã G4 thì có vẻ sẽ hay hơn nước đi trong ván là mã về D7. Thì cái mã G4 này thực chất ra với cái logic đơn giản đó là vì chúng ta muốn dùng hai xe để chiếu hết, nên là con mã nó hơi cản đường. Nhất là con xe này nó sẽ chặn không cho con vua ra này. Giả sử như nếu mà con vua ăn ha, thì chúng ta sẽ chiếu. Lúc này không có quân cản đường nữa, nên là sẽ chiếu hết. Còn nếu mà không ăn ấy, không ăn vua vào G4 ấy, thì có lẽ là chị bắt buộc phải lấy mã lên đây thôi. Rồi chúng ta sẽ cản cái ô G8 trước này. Xe của G8 cản cái đường này ấy. Và đe dọa xe của F6 cứ hết này. Thì mã buộc phải đi vào bảo vệ cái ô F6 đó. Chúng ta đi xe này qua đây này, với mục đích là để đưa xe qua đây chưa hết. Thì bên đen có thể giành được lại con hậu, vì trắng buộc phải thí hậu ở đây. Nước thí hậu này thì chẳng qua là để nếu mà xe mà chiếu thì ăn vua chạy ngược về thôi, chúng ta cứ ăn thôi, vua họ chạy về được luôn. Chiếu và sau đó chúng ta ăn được con xe ở dưới lợi thế đấy. Thì cái cờ khá phức tạp thôi. Rồi, nhưng mà cô tốt thì ông chỉ tính được là có lẽ là ông tính được cái nước mã D7 này thôi. Với cái mục đích thì cũng tương tự đó mà, có thể là chiếu đó, sau đó chiếu tiếp để anh buộc quay ngược lại thì chúng ta sẽ chiếu hết ở đây. Đây ví dụ như mình đi thử, nếu mà bên trắng không làm gì hay bên trắng đi đại một nước này đi, thì nó sẽ chiếu này, vua chạy chiếu, vua chạy và chiếu hết ha. À, bây giờ xe qua F6. Ở đây thì có một vài cách bên trắng có thể cố gắng, ví dụ như xe G7. Nên chúng ta thấy rằng là nếu thực sự trước khi chúng ta thí hậu ấy, thì để mà tính được những thế cờ trong đầu thì thực sự là rất là khủng khiếp luôn, rất là nhiều biến mà chúng ta cảm thấy là nghi ngại mơ hồ, không biết rằng là đối thủ có những nước khác hay không. Nếu chiếu trước một phát rồi vua chạy, thực ra là thí con xe này để khi con vua ăn ấy thì mất kết nối giữa hai con xe này này, chúng ta tạm thời chưa chiếu được. Đấy, vua thì bằng, nhưng mà thật ra ở đây chúng ta cứ bình tĩnh đi xe qua hàng cái thôi. Vua chạy vào, vua né qua, thì sau khi ăn vào đây chúng ta có cái nước chiếu bên cạnh rồi, và vua đi lên thì chiếu vào F6 đó. Nên là nếu mà thử sức trong tính toán thì đây đúng là một cái thế cờ tính toán căng não ra. Ở trong ván thì bên trắng chọn nước xe G5 ha. Thì lúc này chúng ta chiếu, vua chạy ngược về được. Đó, vua chạy ngược về. Nhưng mà lúc này chúng ta có con mã, chúng ta lại chiếu và vua chạy về. Thì thực tế trong ván thì ở đây có lẽ là nước thứ 36 thì giống như là họ đánh cờ thì 40 nước sẽ được cộng giờ ấy. Nên là họ 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 hay cố gắng đánh, họ nghĩ kỹ, nên là đến tầm nước gần nước thứ 40 là họ hay bị hết giờ. Nên là
cô tốt quyết định là chiếu qua chiếu lại để lấy giờ tí. Chúng ta sẽ thấy có một vài nước chiếu lặp đi lặp lại đây. Mà cũng chính vì sắp hết giờ nên là bỏ sót cái nước tượng ăn vào đây. Tượng ăn vào đây thực ra vẫn có thể chiến thắng được. Ví dụ như ở đây có vài cái hướng đánh, chẳng hạn như vua ăn thì hơi dễ thấy rằng là con vua sẽ bị kẹt, đúng không? Giữa vòng vây của hai xe và một mã này thì bị kẹt đó. Chúng ta đưa xe lên giống như kiểu chiếu hết bằng hai xe trong cờ tàn vậy thôi. Đang đi ngang qua đây, chuẩn bị đưa xe qua F7 là bí cờ. Bây giờ chạy qua đây chúng ta ăn trước một phát đã, chạy đi chúng ta chiếu. Và đi đến đây thì bây giờ dùng mã. Khi mà tượng ăn G5 thì có thể là xe qua G1. Xe qua G1 thì lúc này dùng mã chiếu, vua chạy vào chúng ta lại nhảy mã qua đây. Vua ăn thì chúng ta thoát con tượng xuống và lại đe dọa như cũ thôi, lại đe dọa lấy xe chiếu hết, bên kia buộc phải lấy mã ăn vào và chiếu mã che vào ăn đây, vua ăn mình chiếu bên cạnh này. Chúng ta thấy rằng là rất là phức tạp luôn, nên là khi mà thí hậu á, để mà tính ra được đến đoạn này thì mình đếm nước coi nào, nước khí hậu là nước thứ 30 mấy, 31, 32 gì đó. Không, nước khí hậu là nước thứ 30. Mà cái thế cờ hiện tại trên màn hình mọi người đang xem là nước thứ 42, 43, có nghĩa là phải tính trong đầu 13 nước. Đó là cái biến dài 13 nước thôi. Còn tính tổng với những cái biến mà lúc nãy mình tính nữa thì nhiều lắm. Trong ván thì chiếu đi chiếu lại đúng không? Và để tránh hòa thì cô tốt lấy mã ăn tạm D5 đã. Đó. Rồi vua chạy ngược lại thì chúng ta chiếu. Rồi vua quay ngược lại đây. Chúng ta lại chiếu xuống đây. Thế cờ này nó khác. Nó không phải là bị chiếu đi lặp lại 3 lần nha. Là bởi vì cái thế cờ này con tốt nằm D5 nó đã mất rồi. Lúc trước là thế cờ này con tốt D5 nha. Còn bây giờ là không có. Nên là cô tốt lại tiếp tục chiếu một phát nữa. Lấy giờ. Rồi lại chiếu xuống phát nữa và mua chạy lên, và đến bây giờ thì cô tốt mới quyết định là sẽ ăn và nó sẽ ra cái thế cờ giống như lúc nãy chúng ta vừa xem ấy. Đó, thì Averbeck ông chọn vua ăn thì lên xe chuẩn bị chiếu ngang qua G7 thì là y chang luôn, tượng lên ở đây thì ông lại chọn biến xe G6 mà, bởi vì thế cờ này nó sẽ khác một tí là nếu mà chúng ta tính nó xe G7 như lúc nãy ấy, thì chưa được, bởi vì vua đi qua F5 chúng ta lại xài cái trò là đi xe qua đây xong đó lại giật con xe qua F7 ấy. Hơi khó là bởi vì chỗ này lúc nãy con tốt D5 này lúc trước là không có, còn thế cờ này thì đã mất, lúc trước là con tốt D5 đúng không, bây giờ không có thì bên chẳng có nước hậu ăn vào đây luôn. Và sau đó ăn ngang qua đây thì có thể là cái cờ này chắc chắn là bên trắng sẽ cũng chưa thua được rồi, chưa bị chú ý được rồi đó. Và đó là tượng, nói chung là lỗ chất nhưng mà vẫn có thể đánh được, vẫn có thể đánh được. Trong ván thì cô tốt cẩn trọng hơn, đi xe G6 mua H5 và bây giờ lấy con xe này đi qua đây với đe dọa là lấy xe còn lại đi vào H6 chiếu thôi, thì tượng lên. Đó, thì ăn thôi. Ở vua nằm đây thì giống như nằm trong lòng bàn tay rồi. Mã lên thôi. Bên này vẫn quyết định là phòng thủ đến cùng ha. Chỗ này mà sai lầm lấy tốt ăn lên thì là mất xe thôi luôn đấy. Buộc phải lấy xe ăn vào. Đó, và chỗ này lấy hậu xuống phản công một tí. Nhưng mà vẫn không thể nào cản được. Đe dọa xe đi vào H6 ha. Và lúc này sau khi hậu chiếu xuống đơn giản là lấy xe bữa hậu đi thôi, thì bên trắng đầu hàng. Vậy là chúng ta thấy rằng là nếu mà nói rằng cái nước thí hậu đó là một nước thắng bắt buộc
để mà tính những bài tập ấy, chúng ta thấy rất khó, bởi vì đến tận 20 nước sau cô tốt mới có thể chiếu hết được bên trắng. Nhưng mà ông mà nói rằng là ông tính trước được từng đấy thì có lẽ trong ván cờ chúng ta cũng thấy rõ ràng không phải, ông không tính được tới tận cái đoạn cuối cùng đó như vậy. Nhưng mà ông cảm nhận được rằng là ông tin được là con vua đã bị kéo lên, vậy thì chắc chắn là sẽ có đường thắng đó. Vậy thì qua cái ván cờ này ha, chúng ta sẽ rút ra được một cái bài học, đó là cố gắng tính toán hết sức có thể và rồi bắt đầu mới sử dụng cái trực giác của chúng ta. Thì ở đây mình có một ván cờ của một bạn học trò, nó cũng rơi vào một cái tình huống rất tương tự luôn, rất tương tự. Thế thì ở đây bên trắng là đang có một cái khả năng là sẽ rút mã đi, đúng không? Chúng ta sẽ có một vài nước chiếu mã cần tính toán, ví dụ như mã H5, mã E8 hay là mã D7. Thì trong ba cái cách chiếu này thì rõ ràng mã H5 và mã E8 nên được ưu tiên tính, bởi vì nó là cái nước chiếu bắt buộc hơn cái nước mã D7. D7 thì thực ra cũng chỉ là để chiếu bắt xe thôi, đúng không? Thì thực ra thì bạn nhỏ này có nói rằng là có tính nước mã E8, vua H6, hậu G7 đó, và vua đi lên G5. Chỗ này vua đi lên H5 không được ha, là bởi vì hậu ăn H7 thì vua chạy không được, vua chạy là bị chú ý, nên là phải lấy mã che, và lúc này thì con mã nhảy lên G7 là chú ý. Vậy thì bắt buộc phải vua lên G5 đó. Và đây mình thấy nó có một cái tình huống khá là tương tự, nước chiếu bắt buộc tiếp theo là nước H4 và vua phải đi lên G4. Vậy thì ở đây bạn có nói rằng là mất gần 15 phút cho cái thế cờ vừa rồi đấy, thì có tính đến cái tầm là con vua chạy lên đấy, nhưng mà không tính được đến cái nước chiếu hết, nên là không dám dấn thân mình vào trong cái biến này. Thì mình sẽ thấy được rằng là ở cái thế cờ này có một cái sự giống và một cái sự khác nhau với cái thế cờ trước đó. Thứ nhất, thế cờ trước đó cô Tốt phải quyết định cực kỳ gọi là khó khăn, là bởi vì ông thí nguyên con hậu. Ông thí nguyên con hậu. Còn ở đây thực ra thì bên trắng chẳng thí gì cả. Ở bên trắng không có thí gì hết, nên là cái chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đẩy vua người ta lên cao được vào trong lãnh thổ của mình để rồi vây bắt thì chúng ta cứ thoải mái thôi. Đó. Chừng nào chúng ta thí cái gì đó thì lúc đấy chúng ta mới thực sự cần cái gọi là trực giác luôn. Bởi vì lúc đấy nó nguy cấp quá rồi, giờ thí mà không thắng thì là thua đấy. Chúng ta rất sợ cái đoạn thí của người. Còn đây chúng ta thực ra là không thí. Còn giống thì là cái chuyện đẩy vua lên cao thôi. Đẩy vua lên cao thì chúng ta phải tin rằng là chúng ta sẽ có đường thắng. Vậy thì chúng ta cứ tính nước bắt buộc. Với cả ở đây thì có rất nhiều nước chiếu bắt buộc để tính hơn. Ví dụ như sau khi tốt lên chiếu xong thì chúng ta còn một nước nữa. Đó. Nếu mà nói về thí thì có lẽ bên trắng chỉ thí con tốt ở G3 thôi. Đó. Ở đây bên đen thì có hai lựa chọn, nhưng mà cái nhảy vào trong góc này thì quá dễ thấy rồi. Vua đi lên một cái thôi là con xe chết. À, con xe ra chiếu chết con vua. Đúng không? Nên là vua sẽ ăn vào đây. Đó. Ở đây chúng ta toàn là nước chiếu thôi. Đa phần là chúng ta trong thế cờ này cứ tính nước chiếu thì mình tin là sẽ ra thôi. Nãy giờ mọi người đếm lại với mình ha. Đây, mình quay lại đây. Chúng ta này. Mã chiếu này. Một nước chiếu này. Sau đó chui hậu xuống chiếu này. Đó. Vua chạy đi lên thì chúng ta lại chiếu tiếp ở đây này. Đó.
Rồi vua vào G4 xong thì cái con mã nào mà E8 chúng ta lại quay ngược lại. F6 chiếu này. Là chúng ta ra được cái thế cờ này. Liên tục là các nước chiếu, và thậm chí khi vua ăn vào đây chúng ta vẫn còn một nước chiếu nữa có thể tính được. Rất dễ tính là nước mã này chiếu. Không ăn được ha, tốt không ăn được là bị viêm. Thì vua phải ăn lên. Đó. Thì có lẽ đến đây mới là cái đoạn là không có nước chiếu nữa mà cần phải tính một cái dạng nước khác này. Thì ở đây có một cái nguyên tắc khi mà chúng ta tính toán, chúng ta vẫn áp dụng cái nguyên tắc chung vào, đó là khi tấn công thì nên dùng tất cả các quân. Cái nước vua F2 này mình rất thích bởi vì nó mở đường cho hai con xe này sẽ tham chiến vào cái việc bắt con vua thôi, bởi vì vua đã nhảy vào trong nhà mình mà. Chỗ này khá là khó để mà thoát được con vua. Mình sẽ đi tạo một cái nước ví dụ như là tượng lên B7 đi, thì chúng ta vẫn có thể thí xe được luôn. Ăn ăn vua chạy đi, chúng ta chạy mã về đây. Đó, thì nếu chạy mã về đây là để chuẩn bị đe dọa cái xe qua G1, ví dụ như hậu đi lên đây và chúng ta chiếu đây này. Đó rồi. Vua đi đây thì hậu ăn này là đi cờ. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc là chiếu mã E8 có thể là hơi mơ hồ đối với đại đa số mọi người, vì không biết được là thực sự có chiếu hết không. Mà bởi vì nếu mà có chiếu hết thì chúng ta sẽ thấy rằng là nãy là mình tính là phải gần hơn 10 nước đó. Thì ở đây còn một số cái phương án khác để cho mọi người biết cách tính cho nó đúng. Thì mình nhắc lại là nãy là mình có tổng cộng 3 nước chiếu, nên chúng ta cần phải tính hết hai nước còn lại để rồi mới so sánh ha. Để mới so sánh thì có cái nước mã H5 cũng là một nước chiếu mà có thể đẩy vua lên, nhưng mà chỗ này đứng nó sẽ là một ví dụ khá là rõ ràng cho chúng ta thấy rằng là cũng là đẩy vua lên nhưng mà phải thí mã này. Đó, thấy không? Và chúng ta thậm chí là không, có vẻ như là không thắng ở trong thế cờ này. Nếu nếu chúng ta tính sơ sài như thế này, chúng ta dùng trực giác nhé, chúng ta sẽ thấy rằng là ồ, bữa ông thầy nói cứ dùng trực giác đi, đẩy được con vua lên cao là cứ đẩy, thí hậu còn cần phải thí cũng được cơ mà. Vậy nên là mọi người cứ lao mã H5 rồi vua chạy đi, nhảy hậu vào chiếu họ ăn đây, đúng không? Đấy. Và rồi chúng ta tính tiếp, đánh đến ra thế cờ này nha, chúng ta bắt đầu y cờ thực sự đi, bốc cờ đó, người ta che mất. Và chúng ta lại tính nước bắt buộc tiếp, chúng ta sẽ thấy có vẻ ô hay phết, chẳng hạn như G4. Và nếu người ta chạy vua là một sai lầm, và mình tính trong đầu là chạy vua đi chẳng hạn như vậy, bởi vì mình sẽ cảm thấy rằng là nếu con tốt mà ăn ấy thì sẽ mất xe, đúng không, nên chúng ta nghĩ rằng thôi chạy vua qua. Thì thực ra đến đoạn này thì đúng là thí mã là xứng đáng, là bởi vì chúng ta sẽ lao lên tiêu diệt con vua được thật, vì ăn được con mã này. Chẳng hạn như hậu F6 bảo vệ ô G5 nhé, thì xe chiếu vua chạy thì chúng ta đưa thêm con xe này ra đây nữa thôi là thắng. Vua đen nằm trọn trong cung của bên trắng luôn. Nhưng mà khi mà chiếu G4 thì họ thực sự có thể ăn được đâu, bởi vì nếu mà chúng ta ăn xe thì họ có thể sắp xếp lại mọi thứ để thủ rất là tốt. Ở đây con vua đen ít nhất là chúng ta thấy rằng nó không bị nguy hiểm nữa, nó rất là chắc chắn rồi. Vậy thì ở đây chúng ta rút ra được một cái bài học gì? Đầu tiên đó là đúng là có thể sử dụng trực giác, nhưng trước tiên chúng ta phải sử dụng tính toán đã. Mà tính toán thì chúng ta sử dụng cái kỹ thuật gì ở đây? Kỹ thuật so sánh. Đó. Chúng ta có hai nước mã về E8 và mã lên H5 đều là hai nước chiếu và đẩy vua lên, nhưng mà mã E8 thì chẳng thí cái gì cả, còn mã H5 là sẽ thí nguyên con mã. Nên là qua đó chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta sẽ chọn cùng là một cái trực giác mách bảo rằng là được phải đưa vua lên, đúng không, thì chúng ta sẽ chọn cái cách mà không cần thí, thì đó gọi là tính toán. Nhưng mà trong ván thì bạn nhỏ học trò của mình lại nhảy mã vào B7 và ván cờ nói chung diễn ra với một cái
tốc độ chậm hơn, không có một cuộc tấn công nào mãnh liệt đẹp mắt như lúc nãy cả. Đó. Thế thì mình hy vọng rằng là qua hai cái ví dụ này mọi người sẽ rút ra được những cái bài học bổ ích. Bây giờ thì bye bye mọi người nha.